bảo này. Mày bảo cái gì mày nói đi. Em vừa mơ thấy giấc mơ. Mày mơ thấy gì mày nói đi, để tao đi ngủ. Em mơ thấy rừng bên kia nhiều quả lắm, toàn quả ngon thôi. Thôi thôi, mày đừng bóc phét nữa đi. Em không bóc phét, em mơ thấy hoa quả thật mà. Thôi kệ mày, tao đi ngủ đây. Su Huynh đi vào rừng cùng em đi. Mày thích thì mày tự đi một mình đi. Thôi được rồi, để một mình em tự đi. Su Huynh đừng hối hận nhá. Có cái gì đâu mà hối hận. Ô, thằng Sắn đâu ấy? Khuây, khuây. Thằng Sắn đâu ấy? Nay nó mơ hoa hoa quả quả gì ấy. Nó rủ em vào rừng tìm. Em không đi, nó một mình tự vào rừng ấy. Hả? Thế mà mày không bảo tao? Mày không biết khu rừng đấy nhiều hổ lắm à? Thôi đi 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 đi. Rõ ràng mình mơ thế ở đây cơ mà. À, hay đi đường này đi. Quả này có ăn được không nhỉ? Ôi, quả cam, quả cam! Ôi, xuống quá, xuống quá! Rõ ràng mình mơ thấy nhiều lắm cơ mà. Sao có mấy một quả này nhở? Mình thử đi tìm nữa xem. Ngon thế. Ngon quá, ngon quá. Ui, nhiều cam lắm chúng mày ạ. Đại ca ơi, đây nhiều táo này. Ui, nhiều thế này chắc mình phải gom hết lấy ra đây ăn mới được ấy. Thank you.
Ôi, nó quá. Nó. Thôi, cô ăn đi. Mấy khi ông trời cho mình ăn ngon thế này. Thôi, ăn đi anh em ơi. Vâng. Thôi, chắc anh em mình không ăn được hết đâu. Anh em mình lấy về đi. Thôi anh em mình về đi. Ui. Đi. Đây các bạn.